ấy, đi bờ mấy, đi xe đạp cũng bị bắt đi, nói chuyện luôn đi. Xuống bằng lan nhỉ. Tôi bây giờ đường mẹ xin nhỉ. Đâu không tao gọi mày đang ở đâu không? Đó, có người yêu con tuổi đấy không? Bỏ đi. Tên là gì đấy? Đại. À ơi. Bằng lan mưa nhẹ em. Khổ quá. Hello đang ở ngã ba. À cái gì ngã ba gì? Ngã ba Xuân Giang. Ngã ba Xuân Giang. À. Mẹ đeo khẩu trang nhìn xịn xịn nè. Nè, mày. Thế ra nhiều mụn vẫn lởn luôn thế. Mẹ bây giờ mẹ 11 giờ, mẹ bọn nó chưa xuống. Thế thì ôi, mẹ mẹ. Thế thì lúc nào mới được uống rượu? Ok, còn gần một cây hơn. Nhìn như kiểu con nghĩa ôm thầy đấy nhỉ. À, nhiều con nghĩa ôm thầy đẹp. Này, nếu con nó không biết rẽ vào thì ở đây mình ở đây đợi đi. Ok, đã đến nhà bạn nhưng mà vẫn phải đợi mấy thằng. Mẹ ta nhìn nhé. Đấy. Quên rồi. Một trận phê rượu cực đỉnh. Nó từ nhà mày nhé. Và để từ con nào không nó là. Thế con nhiều không gọi nó nhỉ? Ơi. Du xi nhua Xuân Giang nhỉ. Xuân Giang. Xuân Giang. Bằng làng thôi nhỉ. Xuân Giang. Nhất nhi tao mày để ở nó nhỉ. Nhìn tớ mà lâu hoa đã cả nó ý. Đây là chợ bán làng nha. Ôi mê ta đấy. Oh. Mẹ cái gì đó không? Mẹ nó cứ dần 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 dần.
Phê phê. Mấy tao vừa uống cốc nước nó giải giải hết nước. Ai, ai cô? Cái bạn riêng của bạn là khoa cùng với lại không không không. Hát. Học trường.